Các bạn nhớ nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Và đừng quên click vào hình cái chuông để theo dõi những video mới nhất. Trời ơi, cái mí đang để nó đẹp như vậy mà lại cắt ra đi. Đấy, cắt mí đi thì chồng nó bỏ là phải. Đúng rồi. Chỉ có một mí mắt, có một mí á. Ờ, mí đang một mắt, cái gì, mắt đang một mí đẹp như vậy. Đấy, chồng nói chung là vẫn ổn, vợ chồng vẫn ổn, tự nhiên cắt ra đi nó phá tướng. Phá tướng xong rồi vợ chồng phân ly, chia tay là phải thôi, chồng nó bỏ là phải thôi. Đi phẫu thuật thì thấy người ta làm thì cũng phẫu thuật đại, bừa bừa thôi. Không có tham khảo, không có nghiên cứu ai nữa. Và bây giờ phẫu thuật nhìn còn xấu hơn cả lúc trước luôn. Nói chung là trước tiền đấy, phẫu thuật cắt mí thứ nhất là mất tiền, thứ hai là mất chồng rồi đấy, không còn chồng nữa rồi đấy, ly hôn rồi đấy. Vậy là được, vậy là tốt hay là không tốt? Không tốt rồi đấy. Đấy, trước tiên là mình thấy cơ bản như vậy không? Cắt mí mà rồi tiếp theo nữa lại công việc làm ăn còn kém nữa. Đúng rồi. Thấy chưa? Thấy cái tai hại của việc phẫu thuật chưa? Không có đi thầy nào tư vấn, chả có nghe lời ai, cứ thấy đại tưởng làm đẹp. Nhưng đâu biết là cái cơ địa của mình, cái tướng mạo của mình đâu có thể chỉnh sửa được. Nếu mà để nguyên vẹn thì vẫn còn gia đình đấy, vợ chồng vẫn còn có nhau, rồi kinh tế làm ăn nó vẫn được, nó chứ không tan nát như năm nay. Đấy, vì cắt cái mí đấy, sửa tướng đấy, sửa không đúng. Sửa không đúng như kiểu là mua nhầm thuốc chuột để uống đấy. Uống vào thì chết đấy, chết về tình, chết về tiền đấy. Chết hết luôn á. Mất hết luôn. Không còn gì nữa. Chị cắt mí vào tháng mấy năm trước? Chị không nhớ đâu, như tháng 7, 8, 9 gì đó, cái tầm đó. Cắt xong là bắt đầu chồng cũng ra đi, mà tiền cũng ra đi luôn. Đúng rồi. Hình như là cắt xong khoảng tầm 1 tháng 2 tháng gì đó là ông bỏ nhà đi. Chính xác. Khi mà ông bỏ nhà đi là bắt đầu kéo theo sự nghiệp của mình xuống. Không được nữa. Thấy chưa? Em có ra một cái video em nói về sửa tướng ở khuôn mặt. Có nói về cái mí mắt gọi là cung điền chạch. Đấy, khu vực đó không nên tách, không nên tách cái mỡ nó ra, không nên lấy, không nên cắt mí ra, không nên can thiệp sâu quá nhiều cái vùng đó. Bởi đó là cái phước của mình. Đấy. Cái lộc nó nằm ngay vị trí đó, mà tách mà lấy ra thì lộc nó mất. Lộc nó mất. Chị mới biết em đây thôi á. Chị không thể luôn. Còn tay này thì khổ một đời luôn, từ đời đến cuối đời khổ vậy thôi nhé. Khổ lắm. Khổ lắm hả? Khổ tới cuối đời. Đúng rồi. Chị tên là Mười đúng không? Đúng rồi. Mười như là có ba mẹ lúc trước đặt cho tên Mười, để cho Mười phân vẹn Mười. Nhưng mà bây giờ toàn thấy 1, 2 mà. Cái bàn tay nó quá xấu đi. Tay thì màu da tay nó rất là khô, không có sức sống. Con gái mà tay khô thái thô như là tay nam đấy. Đúng rồi. Cái da tay nó rất là thô, không có đẹp. Vất vả, bước ra đời từ rất là sớm. Biết kiếm ra đồng tiền rất là sớm, nhưng mà làm không giữ được. Làm toàn làm tiền nhưng mà quanh đi quẩn lại chả thấy tiền ở đâu à. Không giữ được. Rồi sau này có lấy chồng, nếu mà có lấy chồng nữa đi nữa rồi cũng bỏ nữa. Trời ơi. Số quá là đận tình duyên.
ngày mùng 2 tháng 2 âm lịch là của chị đúng không? Số 2 đời chồng mà cũng chả được hạnh phúc. Đời chồng thứ hai nói chung nhưng mà bạn tận đấy à? Ờ. Số nó đưa đẩy. Cái này có thể làm lễ hóa giải nhé, làm lễ gì cùng hoàn số hóa giải. Thì nó sẽ được không em? Được, sẽ đỡ hơn, đỡ khổ hơn. Đỡ khổ hơn thôi chứ cũng cuộc sống nó cũng khổ. 10 phần. Bây giờ chị đang khổ 10 phần thì nó sẽ đỡ cho chị 7 phần khi làm lễ hóa giải. 100% thì không hết, nhưng 10 phần sẽ đỡ cho 7 phần, còn 3 phần là mình phải tự tu. Nói chung là về vấn đề đức với tu với lại gì là chị rất là làm những việc tốt đó, việc kiện mà tâm rất là thích. Trồng cây, rau, đặt gieo cái hạt mít xuống xuống đất trồng, năm sau có được ăn không? Không, chắc phải lâu, lâu. Ờ, 5 năm, 10 năm, mười mấy năm, nếu cây mít trồng bằng hạt phải 10 năm mới được ăn. Vì thế gieo cái phước ngày hôm nay mà đòi gọi là một vài năm sau được nhận, làm sao mà được được, đúng không? Bây giờ những cái nghiệp báo hiện tại, những cái khổ sở hiện tại là sao? Nghiệp quả từ kiếp trước chị tạo ra bây giờ chị đang nhận đấy. Còn những cái tốt đẹp mà chị gieo cho cuộc đời trong cái thời điểm hiện tại thì chị chưa nhận được đâu nhé. Ừ, đúng rồi, nhân quả ba đời mà lại. Vì thế tại sao nhiều người coi cứ thắc mắc là thầy ơi, sau cái bà kia bà nó ở ác thế mà sao mà bà nó vẫn sống thọ, mà bà nó vẫn cứ giàu, mà sao ông kia ông nó hiền như thế, ông tốt bụng như thế, rồi tại sao ông lại khổ? Tháng trước ông vừa bị tai nạn ông chết. Vậy ông trời không có mắt hay sao? Bất công hay sao? Không có nhân quả hay sao? Mà sao ông kẻ ở ác lại sống thọ, sống lâu, nhiều tiền, còn người tốt lành thì lại chết trước và nghèo khổ? Đều là nhân quả. Những cái nhân quả, những tiền kiếp từ kiếp trước mình không thể nhìn thấy được. Chị cũng không hiểu tại sao mà chị đôi khi chị cũng đặt ra đâu đến nỗi nào đâu, cũng hiền lành hết sức với mọi người, rồi lúc đó mọi người không, nhưng mà nó cục lại mình không nhận được cái gì hết, toàn họ bị phản lại thôi. Đúng rồi, nói đi phản lại thì không chỉ riêng người ngoài đâu, anh em trong nhà cũng phản lại chị chứ, coi thường mình đấy chứ. Tôi lại buồn, sự nhiều lúc đấy buồn lắm. Vẫn cứ phải sống thôi. Có bao trẻ con phá thai bỏ thai đi theo này? Có một đứa. Làm lễ cầu siêu cho cháu đi, nó bớt tội đi. Chị cũng làm lễ đặt tên cho cháu, cũng gửi cháu đi theo một cái ông bạn để hạnh phúc. Cố gắng làm lễ hàng năm nhé, kêu cầu cháu thường xuyên nhé, chưa siêu thoát đâu. Nó còn hiện trên lòng bàn tay đấy nhé. Đi theo chị luôn. Bây giờ kêu cầu là lên chùa hả em? Đúng rồi, lên chùa nhờ thầy làm lễ cầu siêu nhé, cầu siêu hàng năm luôn nhé. Nói chung là cái đó mình cũng bị ám ảnh nhiều lắm. Suốt mà lúc nào cũng cảm giác như là ở vai á, trước á là sau khi mà chưa biết là đi theo nhiều như vậy á, cái phần ở vai nó lại nó hay đau mỏi á. Nhưng mà nhờ thầy á, rồi thầy được cái một lễ, rồi thầy gửi cháu đi học tạm, rồi tu cho cháu thì nó đỡ hơn, nhưng mà cháu chưa quen vị. Cháu có về nhập vào chị rồi. Cháu chưa được siêu thoát hẳn đâu nhé, làm lễ cầu siêu hàng năm nhé, rồi làm những việc công đức, phóng sinh thả cá, giúp những người nghèo khổ, nghèo khó, rồi cúng dường tam bảo, rồi hồi hướng công đức cho cháu nhé, để cho cháu có chút phước để đi đầu thai kiếp mới nhé. Chị có cuộc đời chị có mỗi cái đó là chị anh ấy nhất luôn. Vâng. Rồi chị thắc mắc điều gì nữa nào? Chị có con là hai đứa. Đứa là
sinh năm sinh ngày mùng 3 tháng 9, 15 giờ 45 ngày mùng 3 tháng 9 năm 2011. Với một đứa là sinh 20 giờ 37 phút ngày mùng 4 tháng 3 năm 2015. Nuôi hơi cực đấy, hai đứa này nuôi hơi cực đấy, vất vả đấy nhé. Bây giờ thì bớt vất vả rồi, chứ trước vất vả, nuôi hơi bị cực vất vả với chúng nó. Nhưng mà sau này nhưng mà sau này cũng được nhờ về đường con cái đấy nhé, cũng được nhờ chúng nó đấy, không đến nỗi nào đâu nhé. Bây giờ thì chúng nó cứ kéo nhau bố nó chết đấy em. Nó không có thêm mẹ, không có thúc mẹ đâu. Bây giờ giống như là chỉ cũng ở một mình luôn, lâu lâu mới đón nó về thôi. Nên bố nó về nó không chơi được bố tiếng là nó lại đòi về nhà bố nó. Các cháu sau này cho học nghề thế chúng nó không có đường học vấn đâu nhé. Còn riêng công việc của chị thì năm sau thì làm ăn còn kém hơn năm nay nữa. Năm sau làm ăn năm sau năm tới 2021 này làm ăn vẫn còn kém đấy, có khi còn xấu hơn năm nay nữa, đau đầu hơn nữa nhé. Em ơi, trời ơi chết luôn ấy. Năm nay là chết ghê lắm luôn á. Nay là cảm luôn á. Không có làm, không có tiền, không có tiền để xài luôn á. Mà chết nữa thì chắc là thôi, chắc chị chết luôn quá rồi. Thiệt luôn á. Năm sau vẫn còn xấu hơn nữa nhé. Chắc chết. Năm sau sao Thái Bạch đấy, vứt sạch cửa nhà luôn nữa. Chết. Từ năm, nói chung là vợ chồng chị từ năm mà chị 31 tuổi tới giờ là khó luôn. Chắc từ đó, nhưng mà sau rồi đi thân xong rồi lại về lại, xong là về lại nhưng mà không ở được. Không ở với nhau cho tới khi mà rồi biết rồi, bây giờ muốn đỡ cho năm sau thì có thể làm lễ hóa giải, hóa giải được tình duyên luôn. Muốn thì gửi họ tên của chị đây, ngày tháng năm sinh đây, địa chỉ ở đâu và số điện thoại, em sẽ làm lễ hóa giải cho nhé. Hóa giải tình duyên và hóa giải cái đường công danh của chị luôn nhé. Đúng rồi, đảm bảo sang năm sẽ đỡ, mọi việc nó sẽ ổn trở lại, tốt trở lại. Chứ không là chết rồi em. Trời ơi, chắc là cũng như năm nay á, trời ơi, vừa chồng xong thì bắt đầu tới biết một cái chuyện xấu. Với cháu thì yêu cực quý nhất. Đấy, tóm lại là muốn thì gửi thông tin là em làm cho tôi nhé. Còn không cứ để này thì cứ ngẫm từ giờ đến năm sau thì có đúng như lời em nói không? Em cho chị hỏi, chị ý là chị cũng đang có quen với một bạn, nói chung là không đến được với ai đâu, chớ hỏi nhiều. Nhưng mà em thử xem chị với bạn đó có hợp tuổi không. Số chị lận đận tình duyên, có đến là lại bỏ tiếp. Nhưng nếu hóa giải xong thì ổn. Em không chắc là họ có đến được với người này không, nhưng em dám chắc là hóa giải xong này sẽ gặp người đàng hoàng tử tế và đi đến hôn nhân. Bạn chị muốn hỏi về cái bạn này là bạn sinh ngày 16 tháng 8 1997 á, mấy người mà cùng tuổi. Em đã nói rồi, không đi tới đâu, vì thế chớ nên hỏi người này làm gì.